Dạ, bây giờ hôm nay là lần đầu tiên nhịn ăn. Mà hơn 9 giờ sáng rồi, chị thấy sao? Thế là cũng bình thường à. Mà trước giờ đã nhịn ăn sáng bao giờ chưa ạ? 7 giờ là ăn à? Chưa có bao giờ nhịn ăn sáng. Mà nếu mà ăn trễ hơn 7 giờ là nghe say sẩm luôn không? Đó, lúc bữa mà đi mình nhịn mà lấy thử máu rồi thêm bệnh á. Chờ đi ngồi cái là nó muốn xỉu à. Nhưng mà hôm nay thì không có xỉu tí nào. Rồi, có chườm gan chưa? Rồi, vậy là chườm gan là hôm nay đâu có đói nữa đâu, đúng không ạ? Rồi, ok, vậy là bỏ đói cơ thể nhịn ăn sáng, không hề đói đúng không? Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258.